Alo, chào các bạn đến cái phòng nha. Thì hôm nay thì anh em mình có hỏi về cái phần đầu tư cho các bạn, thì mình cũng không biết nói làm sao cho các bạn hiểu nữa. Tại vì một cái giới trẻ hay là một cái hội đó đăng lên là cái lập cầu thử, nói các bạn nghe nè, cái cầu thử nó có hai hướng, đúng không? Nếu mà làm đi kim một tự động thì các bạn nè, mình nói nha, cần nhu cầu nha là cầu tử, bình sạch và cây kim. Cái kim này nó là cái kim, cái nhại, cái lò xo, trong cái lò xo tôi cho cái kim động cho anh em mình hiểu đó. Thì cân bằng cho anh em như hiểu. Còn cái lập gài là cần cái lò nhiệt và cái lập gài, hai cái đó là đủ các bạn đối chuẩn làm cái lập kim gà và lập cầu tử. Nhưng trước hiện giờ thì thích làm kim tự động, phải gọi là kim tự động như vậy đó. Còn anh em thường gọi là kim thục á, cái kim tự động đó, nó rất là dễ làm. Mình nói các bạn nha, các bạn đi ra ngoài tiệm, các bạn mua tiệm thợ tiện á, mình nói sẽ bạn cho mình cho các bạn hiểu luôn, cho bạn khỏi thắc mắc mất công, bạn đụng nó lên hỏi gì hỏi này nọ cho nó mất công. Các bạn đi mua ấn đồng 0,6 10 và 12, 0,6 nhét đưa cho 0,10 và tích 0,6 đầu 0,6 ở giữa là phun 10, 12 là để cho các bạn lấy một cái phân á, một cái gì, một ly á, các bạn gắn vô là mình được một cái đó. Còn mà cái lò xo á, các bạn mua dây đờn á, các bạn ra tiệm dây đờn các bạn mua đó. Các bạn mua 0,3 gem, kêu 0,3 mm là người ta bán đơn giản thôi. Bạn không cần nhiều hay là bất cứ đại loại là nó nhiều đó. Tiệm lạnh mua 06 10 12 qua cái tiệm đi đàn mua không phải ba em. Còn không biết làm cứ nhắn tin cho mình thì mình chỉ cho các bạn. Cái đó là lập cái phần tự động. Còn mà cái lập kim gài á thì anh em cũng biết, mới là việc lập thì phải làm kim gài. Nhưng mà mình nói các bạn nghe nè, cái kim gài với kim tự động đó, nó khác nhau xa cái một điều á. Cái kim gài á, anh em mình gài phải không, là gài vô dính. Nếu mà cái kim gài đó mà nó rớt lụp á thì vẫn không sao, không bị gì cả. Hay bạn rớt hàng trăm hàng nghìn cái không sao, vì cái bình sạch á nó có một cái khung khổ đó mấy, mấy khung khổ nha. Đây để mình lấy cái khung kia cho nó dễ hơn cho các bạn hiểu. Khi mà mình nhập vô quá lại cái khuôn khổ này nè, thấy không đó. Nó là thằng gọi là khuôn khổ của lục. Còn cái lục động thì nó không có như vậy. Để mình lấy cái lục động cho các bạn xem. Đây là tự động nè. Tại vì những cái video lần trước á, thì mình có nói với các bạn rồi, tự động mà nói như vậy nè đó, móc lên thấy không, thấy được không đó, giống nhẹ cả lưỡi thuốc đó, qua xong đó là lực tự động. Đây còn sợ nữa không cần, mình nói là bạn là không cần nè. Sợ xong đây nè. Đơn giản hơn gì ấy, cái lực tự động á là nó đánh á bằng cái dàn
còn lụp lụp mà kiểu như lụp dài á, nó đánh nó bằng cái khung khổ của nó, cho anh em hiểu. Nhiều khi anh em á mình suy nghĩ thôi cho, nhưng mà mình riêng mình nha, biết chơi khuyên một câu là đi kim dài thiệt. Tại sao là kim dài? Tại vì cái kim dài á mình đánh á, mình hư á, mình gất lụp á, mình sửa rất là dễ. Chứ mà còn mà anh em mà đi kim tự động á, một khi á lụp mà nó rớt à, khó khó gài cho các anh em, đơn giản vậy thôi. Nên mà cái vấn đề mà cái lục kim tự động kim gài á là giống như là cái kiểu như là đấu tranh môn thở cho các anh em đó, môn thở luôn, thì kiểu là môn thở luôn cho các anh em. Nhưng mà theo ý kiến mình á thì anh em cứ theo cái kim gài là ngon nhất. Tự động là giống như là mình mới làm lụp phải không, mình mới làm lụp thì mình cái kim gài khoảng tầm 5 hoặc 10 lụp, và sau này mình có tay nghề nữa thì mình lên khoảng tầm 50 lụp phải không, mình lên khoảng tầm 20 25 gì đó cho các anh em. Lụp mình rất là nhiều đấy các bạn, mình còn hai ba cái nữa mình đi lên, các bạn thấy không nè, đây chỉ nè, thấy không? Mình còn trên kia khoảng tầm mấy chục cái nữa, nhưng mà mình không muốn khoe vì mình có làm được, nhưng mà mình khoe chi cho mất công là anh em mình chửi mình thêm. Mình cũng khoe, mình cái hướng dẫn cho các anh em làm. Anh em mình thường thấy là những cái lập bầu phải không, chỉ thấy lập vuông không, để mình nói cho anh em xem những cái lập vuông như thế nào nha. Đây là những hạt vuông mình nè, đây không vuông nè, đây là chào màu nha, không vuông chào màu. Nhưng mà chưa làm xong là còn hậu tử nha các bạn. Chơi đập đó là một chuyện, nhưng mà mình khuyên các anh em là chơi kim gài hơn là kim tự động thế thôi. Giờ các bạn nha, mình chỉ có chia sẻ như vậy thôi nha.